Chiều qua, 22 tháng 6 năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Trương Phi Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh, có buổi tiếp xúc với cử tri của các xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung và Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa. Cử tri phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Đồng thời, cử tri có nhiều kiến nghị như cần có hình thức phạt nặng những hành vi phát hành tiền giả ra cộng đồng, tránh đưa những nội dung nhạy cảm cho các chương trình truyền hình, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung luật mới ban hành để người dân nắm và thực hiện tốt theo chủ trương. Cần đầu tư công trình ngăn mặn, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Cần có kế hoạch xóa điện tổ, giúp cho người dân có nguồn điện đảm bảo để sử dụng. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cũng như các cơ quan, sở ngành tỉnh và lãnh đạo địa phương đã giải trình thỏa đáng các ý kiến thắc mắc của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời ghi nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.